Toyota Land Cruiser Prado 2024 đã có mặt tại Đà Nẵng, xe không phải nhập chính hãng, cộng đồng xe tại Việt Nam thêm nóng ruột chờ ngày bản chính thức ra mắt. Mặc dù Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới đã được đăng ký bảo hộ công nghiệp tại Việt Nam, nhưng chiếc xe đầu tiên bắt gặp trên đường lại thuộc diện tạm nhập tái xuất. Một chiếc Toyota Land Cruiser Prado thế hệ hoàn toàn mới đã được bắt gặp trên đường phố tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thế hệ mới của mẫu SUV này bị bắt gặp lăn bánh trong nước. Mặc dù xuất hiện tại Việt Nam, nhưng chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2024 này lại đeo biển số Lào, nên có thể hiểu xe chỉ thuộc diện tạm nhập và sẽ tái xuất về nước bạn sau khi giấy liên vận hết hạn. Hiện Toyota Việt Nam vẫn chưa tiết lộ thời điểm mẫu SUV này được giới thiệu trong nước. Tuy nhiên, hình ảnh về mẫu Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới thường xuất hiện trên công báo sở hữu công nghiệp. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ sớm về Việt Nam trong năm nay. Phía đại lý hiện đã nhận đặt cọc mẫu mới này với giá tạm tính khoảng 3 tỷ đồng. Land Cruiser Prado mới sắp bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ được gọi là Land Cruiser LC250, phân biệt với LC300 là Land Cruiser đang bán trên thị trường. Các hình ảnh chi tiết của xe cho thấy Toyota Land Cruiser Prado, bản được đăng ký tại Việt Nam, có thiết kế giống bản mới được công bố tại Nhật hồi tháng 4 năm 2024. Mẫu xe sắp bán tại. So với đời cũ, Toyota Land Cruiser Prado 2024 khác biệt hoàn toàn từ ngoài vào trong. Thiết kế xe vuông vức và được tối ưu cho địa hình với góc tiếp cận, thoát và vượt của xe lần lượt là 31, 22 và 25 độ. Cụm đèn, lưới tản nhiệt và hốc xe đều được tạo nét vuông vức, góc cạnh. Mẫu SUV có hai thiết kế đèn pha là dạng tròn hoặc hình chữ nhật, tùy thuộc vào từng phiên bản. Đèn pha LED dạng tròn ở bản tiêu chuẩn hoặc bản giới hạn First Edition, trong khi bản cao cấp dùng đèn pha hình chữ nhật. Dựa vào bản đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, Prado 2024 nhiều khả năng sẽ dùng loại đèn hình chữ nhật. So với LC300 đang bán tại trong nước, mã LC250 này ngắn hơn 40mm và thấp hơn 75mm. Khoảng sáng gầm là 220mm. Nội thất Toyota Land Cruiser Prado mới khác Land Cruiser, thông thường ở hai màn hình đặt chung một cụm và thiết kế vô lăng hầm hố hơn. Một số chi tiết nổi bật khác còn có phanh đỗ điện tử, H14 loa cao cấp cùng cửa sổ trời lớn. Phiên bản Land Cruiser Prado 2024 sắp bán tại Việt Nam, nhiều khả năng được trang bị động cơ 2.4 lít tăng áp, công suất 326 mã lực và mô men xoắn 630 Nm, kết hợp motor điện nhỏ. Hộp số là loại 8 cấp. Hệ dẫn động 2 cầu. Xe có khóa vi sai trung tâm và vi sai cầu sau. Như nhiều mẫu xe Toyota mới khác, Land Cruiser Prado có thể sẽ được đưa lên gói an toàn tiên tiến Safety Sense 3.0. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế giới xe 360.